Xin chào các bạn. Các bạn ơi, hôm nay chủ nhật, các bạn có đi đâu chơi không? Còn hôm nay ở dưới quê mình có cơn mưa to lắm, và mình cũng không có đi ra ngoài để mua cái gì nấu cơm hết á. Đây là hai quả khóm xã mình vừa mới gọt xong nè. Tuy không có khéo lắm nhưng mà cũng tạm ổn hết các bạn. Bây giờ mình sẽ xem trong tủ lạnh mình có cái gì không để mình lấy ra mình nấu cơm nha. Mình thấy là có một ít khô mực với túi tôm khô nè các bạn. Bây giờ mình ngủ sẽ lấy này xào với một ít rau cải. Bây giờ mình sẽ xào khô mực với tôm khô cho nó chín thơm nha các bạn. Rồi bây giờ mình cho thêm nấm kim châm nè, này là mình mua hôm qua để sẵn trong tủ lạnh đó. Tại vì xã mình cũng hay thích ăn mì với mấy loại nấm này lắm. Sẵn tiện bữa nay trời mưa rồi lấy ra xào ăn luôn. Bây giờ nãy mình sẽ cho một ít gia vị vào cho vừa ăn. Cho món ăn này cũng tự chế thôi các bạn, kiểu là trong nhà có gì thì ăn lấy vậy đó. Và một chút nấm chín thì ông xã mình cho thêm ớt cải vào, tiếp tục xào cho các loại nguyên liệu nó chín các bạn. Rồi sau đó là cho thêm một chút cốt nghệ vào, tiếp tục xào cho các nguyên liệu nó chín. Rồi cho thêm một chút dưa leo vào nữa. Các bạn thấy đồ bỏ hơi bị nhiều đúng không các bạn? Nhưng mà mình thích ăn nhiều rau vậy đó, mỗi thứ một chút nó sẽ không bị ngán mà cảm thấy ngon hơn. Em xã mình cũng tiếp tục trộn đều các loại nguyên liệu cho nó thấm đều gia vị và nó chín đều á. Tại sợ nấm á, nó không có được chín ăn sẽ không tốt á, cho nên là bỏ sớm bây giờ nó hơi bị gục rồi đó các bạn. Nhưng mà kệ đi, nấm mình làm cho chín ăn cho nó an toàn hơn. Tiếp tục là cho lá hẹ vào nè các bạn, một màu xanh thật đẹp. Cái chả bây giờ mình thấy nhiều quá rồi đó mà còn nguyên liệu các bạn ơi. Xào một chút thấy lá hẹ cũng săn chín vừa tới á, thì mình tiếp tục cho giá vào nữa các bạn ơi. Giá thì nó mau chín thôi, mình trộn một chút xíu là mình sẽ tắt bếp được rồi đó. Bây giờ thấy rau nhiều quá nên làm sao mình sẽ cho thêm một chút hạt nêm nữa cho các nguyên liệu nó được thấm đều gia vị hơn. Và sau đó tiếp tục trộn đều các loại nguyên liệu cho nó hòa quyện vào nhau cho nó đẹp mắt hơn các bạn, và cũng cho giá nó vừa chín tới luôn. Bây giờ thì mình thấy cái chảo xào nó thật là khủng các bạn, không biết là có ăn hết không, tại nhà mình cũng chỉ có 4 người thôi à. Bây giờ thì cũng đã xong rồi các bạn, mình sẽ tắt bếp và làm món tiếp theo nha. Mình lấy một ít cá sông đem đi kho khô này các bạn. Bây giờ nó cũng đã bắt đầu sệt sệt lại rồi. Mình sẽ cho thêm một chút tép mỡ nè, rồi thêm một chút hành nữa cho nó đẹp mắt và nó thơm hơn. Các bạn thấy có hấp dẫn không? Nhà mình ai cũng thích ăn cá khô khô như thế này lắm. Cái này mà có cơm cháy nó là hết sảy ha các bạn. Còn đây là hai quả khóm hồi nãy nè, bây giờ mình cắt ra để một lát ăn cơm xong mình sẽ ăn tráng miệng nha. Rồi bây giờ mình đã dọn cơm xong rồi nè các bạn, gồm có đồ xào nè, cá khô khô với tép mỡ, mình đã cắt tiêu rồi đó, thơm lắm. Mà hình như là nó còn thiếu cái gì đúng không các bạn? À là chưa có nước chấm. Bây giờ ông xã mình sẽ pha một chén mắm tôm nha. Nhà mình thì thích ăn mắm tôm lắm. Rồi bây giờ mời các bạn cùng ăn cơm với gia đình mình nhé. Mình cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào.